Đây mới là cái mà chúng ta nghe được khi bật chiếc đĩa vàng của Voyager lên. Không giống như những kênh khác nói đúng không? À quên, nhầm mặt, mặt này mới có lời chào và âm thanh trái đất. Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu. Mặt còn lại phải đợi giải mã đã. Những hình ảnh còn lại trên bì đĩa cho thấy mỗi một đoạn code kéo dài 0.008 mili giây và tổng cộng có 512 đoạn để tạo thành một dữ liệu hoàn chỉnh, nguyên lý hoạt động giống như màn hình bóng đèn to đùng ngày xưa. Và đây là hình ảnh đầu tiên nhận được khớp với lại biểu tượng cuối cùng trên bì đĩa. Chúc mừng bạn người ngoài hành tinh, bạn đã hoàn thành câu đố và đây là phần thưởng của bạn. Sau 40 năm phóng đi, Voyager 1 và 2 cách chúng ta khoảng 23,4 tỷ km vượt ra xa khỏi hệ mặt trời và đang trong vùng Liên Ngân Hà, chuyến hành trình của chú vẫn chưa kết thúc.